Xin kính chào quý vị. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn người đề phòng siêu bão Gemi đổ bộ. Sáng 25 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc đã sơ tán 156.800 người trước khi bão Gemi, cơn bão thứ 3 trong năm nay đổ bộ, đề phòng bão mạnh. 73 tuyến phà chở khách dọc bờ biển của tỉnh này đã tạm dừng hoạt động và 97 chuyến bay bị hủy. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh, hơn 29.000 người làm việc trên các bè cá dọc bờ biển đã được sơ tán vào bờ. 733 tàu cá đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng và khoảng 3.200 người trên tàu đã sơ tán lên bờ. Nửa đêm 24 tháng 7, bão đã đổ bộ vào huyện Di Lan, miền đông Đài Loan, Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 201 người bị thương. Hiện tại, dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ lên tới 15 km/h. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo này trong 8 năm qua, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 227 km/h. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Liên Giang đến Tây Âu Phúc Kiến vào chiều tối 25 tháng 7, sau đó tiếp tục di chuyển sâu hơn vào đất liền về phía Bắc. Do ảnh hưởng của bão, trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7 giờ địa phương, 104 thị trấn thuộc 20 huyện toàn tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa tích lũy vượt quá 50 mm, trong đó có 25 thị trấn vượt quá 100 mm. Theo cơ quan khí tượng địa phương, mưa lớn nhất được ghi nhận tại thị trấn Quảng Dương, thành phố Phúc Định đạt 178,7 mm. Tại tỉnh Chiết Giang, nhà chức trách huyện Chu Sơn đã đình chỉ các tuyến đường thủy chở khách 3 ngày, trong khi hầu hết các chuyến bay ở Ôn Châu đều bị hủy. Theo đài truyền hình CCTV, quan chức đường sắt Quảng Châu đình chỉ một số chuyến tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Một số khu vực ở Bắc Kinh đang hứng chịu mưa lớn và sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp. Hơn 25.000 người được sơ tán. Nhật báo Bắc Kinh đưa tin một số dịch vụ tại ga xe lửa Tây Bắc Kinh đã ngừng hoạt động. Tại Philippines, vào sáng ngày 25 tháng 7, cảnh sát nước này cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong các thảm họa mưa lớn, lũ quét và lở đất đã lên tới 21 người. Theo báo cáo sơ bộ, số nạn nhân thiệt mạng rải rác ở một số tỉnh, trong đó vùng thủ đô Manila ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất là 7 người. Nguyên nhân chủ yếu là do đuối nước, lở đất, cây đổ và điện giật. Hiện cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines đang cập nhật số liệu báo cáo thiệt hại do mưa bão sau khi cơn bão Gemi rời Philippines vào sáng ngày 25 tháng 7. Gemi là cơn bão thứ ba đổ bộ vào Philippines trong năm nay, bão kéo theo mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại vùng thủ đô Manila cùng nhiều khu vực khác, không chỉ gây tổn thất sinh mạng, bão còn phá hủy nhiều nhà dân dọc khu vực duyên hải và cuốn trôi nhiều ô tô. Hiện người dân tại nhiều khu vực đang phải sống tạm trong các trung tâm sơ tán, trường học, nhà thờ, khu vực lều trại dựng tạm trong khi chờ nước lũ rút. Khi Trung Quốc đối mặt với mùa mưa lũ đầy thách thức, Bộ Thủy lợi nước này đã khẩn trương triển khai loạt biện pháp chủ động tại 8 lưu vực sông lớn nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7, đã có 50 con sông trên toàn quốc vượt mức lũ cảnh báo, trong khi bão Prapirun, cơn bão số 2 ở Biển Đông và thứ tư của mùa bão Thái Bình Dương năm 2024 đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam cùng ngày, gây mưa lớn trên diện rộng. Hiện bão Gemi đã quét qua Đài Loan với sức gió 184 km/h, gió giật lên tới 227 km/h, gây mưa lớn ở các khu vực phía nam Trung Quốc. Với ảnh hưởng lan rộng đến Đài Loan và Quảng Tây, nơi lượng mưa dự kiến đạt từ 50 mm đến 70 mm từ sáng ngày 23 đến 24 tháng 7. Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn khốc liệt của thiên tai, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt từ các cơ quan chức năng để bảo vệ người dân và tài sản. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã phát cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba cho trạm thủy văn Sigu trên sông Kim Sa, tỉnh Vân Nam. Dự báo cho thấy mực nước lớn tại trạm này sẽ tiếp tục dao động ở mức khoảng 1,5 m trên mức cảnh báo trong tuần tới. Để đối phó với các cuộc tham vấn đã được tổ chức nhằm điều chỉnh việc xả nước lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp, giảm áp lực nước dâng trên sông Dương Tử. Siêu bão Gemi tàn phá Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản thấp thỏm chờ đợi. Siêu bão Gemi với sức mạnh khủng khiếp đã đổ bộ vào Đài Loan vào tối ngày 24 tháng 7, mang theo gió mạnh và mưa xối xả. Được coi là cơn bão mạnh nhất tấn công hòn đảo này trong suốt 8 năm qua, Gemi đã khiến toàn bộ trường học và văn phòng hành chính Đài Bắc phải đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay quốc tế và nội địa của các hãng hàng không như China Airlines, EVA Air và Starlux Airlines bị hủy bỏ làm tê liệt hoạt động hàng không cho đến hết ngày 25 tháng 7.
Các dịch vụ đường sắt tại Đài Loan cũng phải ngừng hoạt động từ ngày 24 tháng 7 và sẽ không hoạt động cho đến trước 3 giờ chiều ngày 25 tháng 7 giờ địa phương. Cơn bão dự kiến sẽ di chuyển qua eo biển Đài Loan vào cuối ngày 25 tháng 7 và đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc vào buổi tối cùng ngày. Trước đó, bão Gemi đã gây ra những trận mưa như trút nước tại Philippines, biến đường phố thủ đô Manila thành sông, khiến phương tiện giao thông bị mắc kẹt. Chính quyền Manila phải ban bố tình trạng thiên tai và huy động nguồn vốn cho nỗ lực cứu trợ sau khi cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Các văn phòng chính phủ đóng cửa, các lớp học tạm dừng, hơn 100 chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn khách hàng mất điện do thời tiết xấu cực đoan. Những trận mưa lớn cũng gây ra nhiều vụ lở đất khiến một người phụ nữ mang thai và ba đứa trẻ ở tỉnh Batangas thiệt mạng, cùng với một phụ nữ và một đứa trẻ 5 tuổi ở tỉnh Pampanga. Khi siêu bão Gemi tiếp tục hành trình tàn phá các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, đã ban bố báo động đỏ. Phúc Kiến đã đình chỉ tất cả dịch vụ xe lửa trong ngày 25 tháng 7 và các khu vực ven biển tỉnh này có thể phải đối mặt với những đợt sóng cao từ 4 đến 6 mét. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo cơn bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo cơn bão dự kiến sẽ gây mưa lớn đến rất dữ dội trên các vùng rộng lớn của Trung Quốc từ tối ngày 25 tháng 7, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Truyền thông Nhật đưa tin, chính quyền địa phương cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đi và đến thành phố Miyako và Ishigaki ở tỉnh Okinawa, Nhật. Các khu vực này nằm trên đường đi dự kiến của siêu bão. Mưa lũ dai dẳng, Trung Quốc phát đi cảnh báo đỏ. Tại tỉnh Tứ Xuyên, các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hơn 30 người vẫn mất tích sau khi lũ quét tấn công làng Xinhua, huyện Hán Nguyên, thị trấn Nhã An vào rạng sáng ngày 20 tháng 7. Thảm họa này đã làm hư hại hơn 40 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 1.254 cư dân, cắt đứt liên lạc và giao thông trong khu vực. Tính đến 8 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được 8 thi thể. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tập trung mọi nỗ lực cứu hộ và cứu trợ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ông nhấn mạnh sự cảnh giác, hoàn thiện hệ thống giám sát và cơ chế cảnh báo sớm, cùng với các biện pháp tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trung Quốc ngày 20 tháng 7 đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp 4 ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng báo động khi một áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông ngày 21 tháng 7 mang theo gió mạnh và mưa lớn. Ngoài ra, ở những nơi khác, phía đông bắc Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hắc Long Giang vào chiều ngày 20 tháng 7 đã đưa ra 3 cảnh báo đỏ, mức cao nhất về mưa lớn, vì 3 thành phố bị mưa xối xả có khả năng sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 100mm trở lên. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân trước tình trạng thiên tai khắc nghiệt này. Bình Giang ghi nhận lượng mưa 759,6mm kể từ ngày 18 tháng 6, mức cao nhất trong giai đoạn này tính từ năm 1961 khi bắt đầu lưu dữ liệu. Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán quận Bình Giang đưa ra phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất, gọi đây là tình huống thời chiến để ứng phó lũ lụt. Một con đê bị vỡ đoạn dọc theo thượng nguồn sông Mịch La tại Bình Giang, làm ngập lụt 1/3 khu phố cổ và một nửa khu phố mới ở Bình Giang. Nước lũ ở một số khu vực cao tới 3 mét. Theo RedNet, trang web chính thức của chính quyền Hồ Nam, nơi 5.300 người đã được sơ tán cho đến thời điểm hiện tại. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, các con sông lớn ở Trung Quốc đã đạt mức cảnh báo tại hàng chục nơi kể từ khi mưa lũ bắt đầu vào tháng 6. Tính tới ngày 17 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết mưa lớn đã gây sạt lở đất và lở bùn, làm gián đoạn giao thông tại thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc nước này. Trước tình hình trên, sáng ngày 17 tháng 7, chính quyền tỉnh Thiểm Tây đã kích hoạt phản ứng lũ lụt khẩn cấp mức 4, trong khi thành phố Bảo Kê ban hành cảnh báo lũ quét vào tối 16 tháng 7. Trước đó, theo tờ South China Morning Post, quận Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm sau những cơn mưa xối xả. Sông Mịch La, con sông đi qua quận Bình Giang sau đó đổ vào sông Dương Tử, con sông có đập Tam Hiệp ở thượng nguồn, đạt mực nước 77,67m vào lúc 12 giờ 30 phút sáng mùng 2 tháng 7. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận ở tại sông Mịch La kể từ năm 1954 và vượt quá mức báo động hơn 7m. Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ở phía nam Trung Quốc đã tàn phá khu vực sông Dương Tử trong những tuần gần đây. Mưa lũ triền miên chưa dứt, Trung Quốc lại đón liên tiếp hai cơn bão. Ngày 20 tháng 7, Tân Hoa Xã công bố loạt ảnh về quang cảnh đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.
Hồ chứa Tam Điệp tiếp tục xả lũ do lượng nước đổ về tăng đáng kể từ các trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử. Mưa lớn đang tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Trung Quốc, gây ra thương vong nghiêm trọng, hàng chục người mất tích, hàng trăm nghìn người phải sơ tán và giao thông bị gián đoạn. Trong khi đó, đài CGTN thông tin, những trận mưa như trút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày 18 tháng 7 đã làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết. Nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. Đập Tam Hiệp trong tình trạng cảnh báo động cao về một đợt lũ mới sau khi mưa lớn tấn công siêu đô thị Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc. Để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7. Theo ChinaNews.com, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 mét khối trên giây để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc. Tân Hoa xã cho hay, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử, khu vực bên dưới cửa sông nối với Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo. Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Thủy lợi Trung Quốc duy trì mức ứng phó cấp 3 tại tỉnh Hồ Nam và cấp 4 tại 13 tỉnh khác. Đây là một phần trong hệ thống ứng phó lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, lưu vực sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai Trung Quốc đã trải qua hai đợt mưa lớn với cường độ cao, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Nỗ lực phòng chống lũ lụt tại lưu vực sông Hoàng Hà bao gồm giám sát 24 giờ, tăng tần suất báo cáo và theo dõi sát sao sự thay đổi mực nước. Theo bản tin thời tiết từ China Daily, mưa lớn và sạt lở đất đã khiến số người chết tiếp tục tăng lên. Tại tỉnh Tứ Xuyên, lũ quét đã khiến 14 người tử vong và 25 người mất tích, tính đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 7. Còn tại tỉnh Thiểm Tây, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập cầu, làm nhiều phương tiện rơi xuống sông vào tối ngày 19 tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!